Hay, rồi. À, trong thời gian chờ đợi thì chúng mình sẽ cùng nhau xem qua một chút xíu về sự kiện sắp tới của Dũng Modi nhá. À, sắp tới thì cuối tuần này, chính là cuối tuần này ạ, à, thầy Dũng và cô Thanh sẽ có một buổi giao lưu ở uh, uh, Lễ hội Việt Nam đúng không ạ? Vietnam Amu Festival đúng không ạ? Diễn ra sẽ diễn ra vào ngày mùng 1 tháng 6 ngày hai tháng sáu nhất chính là cuối tuần này đấy ạ. À. Thời gian sẽ từ 10 giờ đến 20 giờ. Chúng mình sẽ có gặp được thầy Dũng, cô Thanh ở công viên Yoyogi được không ạ? Rồi, ở trong sự kiện lần này thì chúng mình sẽ có gì? Chúng mình sẽ có gian hàng và các bạn sẽ có thể được rút thăm để nhận được những phần quà vô cùng hấp dẫn Và nếu các bạn có bạn người Nhật thì cũng sẽ đưa mọi người đến nha Tại vì ở gian hàng cũng sẽ tổ chức những cái hoạt động mà mang tính văn hóa Việt Nam Có thể truyền bá cho người Nhật nha Ok được chưa à, Rồi, 22 bạn xem mà chúng mình sẽ đến với phần livestream ngày hôm nay nhé Rồi, hôm nay mình sẽ tiếp tục đi livestream 8 tuần là liên tiếp cho đến kỳ thi. Hôm nay của chúng mình sẽ là từ vựng chữ Hán ngữ Pháp của chương trình N2 sắp sửa thi thì bạn ơi còn mỗi vài tuần nữa chắc chỉ gần tháng nữa hơn tháng nữa một xíu thôi. mình chịu khó vào xem livestream nhá để coi như là nếu không có thời gian học ở nhà thì ít ra mình cũng được ôn tập khoảng một tiếng đồng hồ đúng không nào? Hay chào quý sao em n4 á, điều lắm hôm qua thấy vừa vào livestream n3 n2 <laughs> kêu em n4 <laughs> rồi ok uh, rồi mình sẽ đến với câu đầu tiên luôn nha rồi ok hôm nay mình sẽ là chương trình n2 toàn uhm, những câu dễ thôi các bạn. Tất cả mọi thứ đều dễ nếu các bạn có kiến thức rồi Nào bắt đầu nhá Hãy câu số 1 nào Trời ơi câu này N3 luôn đấy mọi người nhỉ N3 ha ừ, 41 bạn rồi vào xem các bạn Nào chọn đáp án ha Câu số 1 nào Midori wa minna no taisetsu na nanani desu Câu này thì mình nghĩ N3 thôi Chứ N2 này quá dễ rồi đúng không N2 em tẩu hỏa lắm rồi <laughs> À, không sao đâu, thực ra là N2 nó sẽ đánh vào phần à, ngữ pháp Sẽ hơi khó một xíu À ngữ pháp thì mình thấy cũng không quá khó đâu Từ vựng Thì là ngữ N2 nó sẽ đánh vào từ vựng và đọc hiểu Nó sẽ là hai phần khá là khoai và khó mà ăn được điểm trọn vậy Ở trong N2 Còn phần kanji thì thực ra nó dễ Các bạn mà học kỹ N2 và N3 là sẽ làm được nha Rồi ok à, Thanh tâm chọn đáp án 3 Tuyết tự tan chọn 3 này Ok tâm sẵn có comment cho mình tài sản ha Các bạn comment đáp án và dịch nghĩa cho mình nhá nếu mà được các bạn có thể dịch cả câu luôn ạ à. Coi như là mình một lần mình luyện tập dịch ha Rồi Mai Sàng chọn 3 Quý cũng chọn giai sàng tài sản hay chào Vi Sàng Hay à, Thanh Tâm chọn 3 Vi 3 Phát Sàng chọn 3 Chào Long Sàng Ohio Bao giờ like N3 vậy xin xệ N3 thì sẽ là ngày mai nhá N3 là ngày mai Và buổi hôm thứ ba Sẽ là like về phần đọc hiểu Của N3, N2 Ngày mai sẽ là từ vựng chữ Hán ngữ pháp N3. Rồi nhưng mà nếu ai muốn lấy điểm N3 tuyệt đối thì vẫn nên xem N2 một xíu nhá. Rồi ok. À, Vi chọn 3, Minh Anh chọn đáp án 3, Long chọn 3, Lan chọn 3. Ok, Ameyuki chọn đáp án 3 quá dễ đúng không bạn? Trời ơi, câu này chắc chắn là một câu cho điểm rồi. Đáp án chính xác Sam bằng nè. Rồi, chả có gì để hỏi cả. À, tâm sàng có gì cho mình này? Cây xanh là tài sản quan trọng của mọi người. Ok, Phước Hòa chọn đáp án 3. Chính xác chúng mình sẽ dịch từ đây nhá Chủ ngữ đây ạ đi bình thường các bạn sẽ dịch là màu xanh lá cây Thế nhưng chính xác rồi Trong trường hợp này như tâm dịch chính là cây xanh Cây cối nói chung nhá Rồi cây xanh dịch từ dưới nào Là tài sản quý báu của Của mọi người Tài sản dài sản đấy Ok Rồi đến với câu số 2 nào Khởi đầu khởi động dễ dễ chút Sang câu 2 khó hơn tí này Câu số 2 câu này mới là kiểu nửa 2 đúng không hay, nào câu 2. Rồi, à, cây xanh là tài sản quan trọng của mọi người. Ok. hãy câu số 2 chúng mình sẽ có gì đây ạ? Eomite, chữ này đọc là ờ uh, so zo, cử nha, so zo ừ, năng lực tưởng tượng, đúng không? Từ này cũng là một từ nữa hai hãy rồi, Linh Vũ chọn đáp án 4. À, quý sang chọn đáp án 4 Mà có gì cho mình là kích thích Ok, vi sàng chọn 4, mai sàng chọn 4. Từ vựng này là một từ vựng mình nhớ là nó đã có xuất hiện ở trong phần từ vựng nửa 2 của trung tâm rồi đúng không nào? Và trong phần kanji các bạn cũng đã được học chữ kanji của cả hai bác này luôn rồi đúng không ạ? Hãy uh, Lan chọn 4 này, tháng 4, An Nhi 4, Long sàng đáp án 4 luôn và có dịch cho mình là kích thích. Tháng 4, rồi Pang sàng chọn là 4, kì ok? Hầu như là đáp án 4 ha. Ừ, chắc là ok đúng không? Câu này cũng dễ ha. Đấy, Phương Anh chọn vốn chiến sang giống vào Phước cũng chọn vốn luôn. Ok, đáp án đúng chính xác ạ. Đáp án số 4. Ai dịch được câu này cho mình ạ? À, đáp án thì dễ rồi đúng không? Có dịch đâu mọi người. À giỏi thắng rất nhanh. Nhìn vào bức tranh làm kích thích trí tưởng tượng của ô của tôi. Thứ bảy cô chờ lớp vi bọn em vào học với cô nhé. <laughs> Thứ bảy này cũng là từ vựng chữ Hán ngữ pháp ấy nha, nhớ học bài đấy ạ. Rồi ok, chính xác câu số 2 này mình sẽ có ngắt ở đây đúng không? Và các bạn sẽ nhìn thấy là nó không có chủ ngữ lớn. À, nhìn vào bức tranh đúng không ạ? Thực ra dịch thì mình sẽ dịch từ cái hàng gá này ha. Trí tưởng tượng của tôi đã được kích thích, được chưa ạ? Hoặc là các bạn có thể dịch theo kiểu thuần Việt hơn, đó là gì? Nhìn vào kích thích à nhìn okay, nhìn vào bức tranh đã kích thích trí tưởng tượng của tôi. Đó thì nghe câu nó sẽ xuôi hơn, được chưa ạ? Còn nếu mà về đúng cấu trúc ngữ pháp thì sẽ dịch thành được nhá. Rồi ok, Amayuki, chọn là đàn 4. Rồi. Những cái đáp án khác thì không có Jieki hay là Geki hay Shieki thì không có đúng không nào? Rồi, Ski. Câu số 3 ạ. Câu số 3 cũng là một câu ở trong N2 chúng mình đã học rồi đúng không nào? Hãy lớp VIP ôn N2 thường tầm bao nhiêu học viên vậy sensei? Lớp VIP ôn N2. Lớp VIP ôn N2 là cái lớp VIP luyện đề 500 ấy hả? Đúng không? Tâm đang đang định hỏi lớp đấy đúng không? Thì uh, thường là mắc sẽ là 500 bạn Nhưng mà chắc là không được đến tầm khoảng tầm đấy đâu Khoảng 200 rưỡi, 300 gì đó Chỉ là quỳnh càng học đông ấy Khi mà các bạn học đông thì các bạn sẽ có cái động lực Lúc đấy mình sẽ có cái sự ganh đua nhau Mình sẽ có động lực để mình học ha Rồi kê thắng chọn đáp án 3 này Vi chọn 3, Mai chọn 3, Duyên lại chọn đáp án số 1 Takumashi Rồi ok, Long 3 này Lan 3, Tuyết rằng chọn 3 à, uh, dũng cảm ok hướng chọn đáp án số 3 rồi thế thì từ này từ này các bạn học rồi đúng không sẽ có bộ ở phía dưới là bộ uh, liên quan đến con trai ha ô tô cô ha bộ nam phía trên là chữ mà chưa ạ à, con trai của mẹ rất là dũng cảm nhớ vậy cũng được rồi ok chính xác nó sẽ là đáp án rồi em nhầm xem <laughs> Hay, đáp án chính xác đáp án ba isamashi ok thực ra là những cái từ bên cạnh nó cũng khá là dễ nhầm nha các bạn có dịch được các cái từ bên cạnh không takumashi hay là yakamashi hay atsukamashi ý nghĩa là gì nhỉ đây cũng là những tính từ mà nó cũng khá là hay ra trong đề phần từ vựng á được chưa rồi lan anh có dịch cho mình câu này là anh yamada là một người rất dũng cảm à, không phải anh yamada đúng không anh gì nhỉ chữ ki ha à, anh kida sở đúng không anh kida chúng ngữ đấy nhá Là một người đúng rồi ạ? Rất dũng cảm Câu này thì khá là dễ dịch đúng không ạ? Rồi các đáp án khác thì sao các bạn? Takumashi, Yakamashi và Atsukamashi nghĩa là gì ạ? anh Mokuda", Mokuda cũng được Hoặc là Kida là Tên người Nhật nó cũng sẽ không có tuân theo một cái Một cái cái form nào đúng không? Đó Rồi Duyên có dịch đáp án số 1 là Cơ bắp Cơ bắp đúng không ta? Takumashi Mình sẽ có cái chữ Hán của cái từ đầu tiên nó như này nhá À, đấy hai cái phẩy ạ à. rồi ok à, có một năm thì đề cái từ này nó đã xuất hiện ở trong một năm nào đó mình không nhớ rõ nhưng mà nó trong phần từ vựng đó thì nó lại không ở trong phần kanji mà phần từ vựng phần từ vựng thì mình nhớ nó cũng không biết chữ hán nó chỉ là thakumashi thôi rồi ok cơ bắp ừ, cơ bắp cũng được có một năm nó đưa ra từ này nó mang nét là khỏe mạnh nghĩa là cơ thể săn chắc á, hoặc là cuộc sống kiểu khỏe mạnh đó, vạm vỡ nhé, cơ thể săn chắc vạm vỡ để dùng takumashi Rồi, cái okay. số 2 có thắng, có comment cho mình là yakamashi Yakamashi là ẩm mỹ phiền phức, chính xác, ồ nào phiền phức Hoặc là trong bài đọc là hai có từ yakai ấy, nó cũng na ná nghĩa vậy Atsukamashi là mặt dày trơ trẽn chính xác rồi, ok Bằng một cái từ khá là cũ cũ của mình, là dư si nhá Dư dư si Uh, viết xuống dưới ha, ok <laughs> rồi, để chưa ạ? Nó là gần gần nét nghĩa thôi nhá, rồi. xin ghi câu số 4 nào, câu này hơi mất thời gian này ha. Uh, ok rồi, các bạn nhớ comment cả nghĩa nhé, coi như một lần chúng mình sẽ ôn lại một chút nhỉ. hãy câu số bốn, uhm, câu này không biết có lừa được ai không đây. Uh, chúng mình có cái từ này, đọc là Kyogi Bố mẹ nếu mà chán tâm nhìn các bạn Kyo gi ừ. Rồi Mời mọi người Đáp án số mấy đây ạ Hãy Rồi Nhi Sàng có đáp án số 2 là Yogai các Bạn khác thì sao nhỉ hãy à, Thắng chọn 2, Lan chọn 2 Ồ trăm ba mấy người xem cơ mà nào các bạn comment đi ạ Mình đừng chỉ xem không, mình có tương tác đi các bạn Viết vào mới nhớ được nhá Hãy À rồi, tộc sàng, quý sàng chọn đáp án 2, xóa bên ngoài. <laughs> em nghe hợp lý nhá, xóa bên ngoài. Rồi ok, Kim Yến chọn 2, Mai chọn 2, Long chọn đáp án 2. Ủa không ai lừa được ai hả? Ngoại trừ Nhi sàng có mượn là ngoại trừ Duyên sàng chọn đáp án số 2. Ok, các bạn đang thiên về đáp án số 2 đúng không? Mình sẽ nhìn vào cái chữ Hán này nhá. Chữ đầu tiên này là một chữ rất hay có và mình cũng đã học rồi. Âm cân của nó sẽ là nô dốc cự. Cái này cũng là một cái âm hay có trong đề thi nhá Nó mang nghĩa là ngoại trừ Được chưa ạ? Chứ đằng sau là chữ ngoại các bạn có biết rồi đúng không? Chữ ngoại này sẽ có hai âm đọc Một là gai, hai là ghệ Nhưng mà đa phần thì âm đọc với âm gai ha Rồi nên là thực ra mà nói Thì nó không có gì để biến âm ở đây cả Nó không dùng đặc biệt Chỉ đơn giản là đáp án số Đấy, Rồi hướng 2, tiết 2, Đức Hồng 4 Hana Bùi 2, đáp án 2 nhé bạn 2, 2 Được chưa? Loại trừ Bản chất cái chữ này xuất hiện nó đang mang nét là xóa bỏ rồi nhé À nó rất hay có nét nghĩa như vậy đúng không? Vậy câu này sẽ dịch là gì đấy ạ? À? Chúng mình có một từ mới là Desiring Là cái môn đấu vật nha mọi người Vậy câu này sẽ dịch là gì? Môn đấu vật Rồi à, Chủ ngữ không có này Mình sẽ dịch từ rồi á Tôi đã quyết định đúng không? À, Olympic kyogi kara Desiring eh, o jogai -suru koto ni kimemashita Ừ đã có quyết định là gì ạ? À? Về việc sẽ loại trừ nhá Loại trừ cái ố Được chưa ạ? Bộ môn đấu vật khỏi Những cái hạng mục thi đấu ở Olympic Được chưa? Nhá Rồi ok Đừng ai nhầm nhá Mà dù hai bác này nó cũng có âm đọc là Jo và Ji đấy Thế nhưng lại không phải đáp án đúng Ok, go bác Câu số 5 Câu này thì mình nghĩ cũng khá là dễ các bạn ơi Ha Hai, Câu số 5 nè Mọi người có chọn đáp án thì nhớ dịch ra nhé mình sẽ dịch nghĩa tiếng việt ra để mình ôn tập lại ha của bạn ừ, không có từ mới đúng không mọi người không có từ nào mới ha là những từ mình biết hết rồi rồi chưa thấy ai có đáp án gì đây đang loát đúng không Hãy. ok, nghĩ rằng trả đáp án số 3 Từ này thì ra mình thấy nó cũng là một từ vựng ở N3 Chương trình N3 chúng mình đã có nó rồi Đấy, rồi uh, hậu sàng chọn 3 tường vi chọn đáp án 3 mai sàng 3 thắng chọn 3 hướng chọn 3 có ảnh dễ nhỉ đúng không đấy thực ra đề thi n hai nó cũng chỉ thế các bạn ơi phần kanji thì thường nó sẽ cài cắm khoảng 1 đến hai câu khó thôi nó sẽ không phải là câu nào cũng khó đâu câu nào mà cũng khó cũng sai nhiều các bạn sai khoảng 5 câu là phải để ý lại về cái phần kiến thức của mình nha rồi ok uh, phương chọn 3 này thắng 3 quy 3 Long chọn 3, cây cầu làm bằng sắt Ok, uh, cầu sắt luôn ừ, Cây cầu làm bằng sắt thì là cầu sắt đúng không ạ Tuyết sàng ba Lan Anh 3, Hana Bùi 3 Rồi, chính xác cầu sắt nha các bạn Chính xác đáp án số 3 Đáp án chính xác thạch kiểu Rồi, à, uh, cô ấy sẽ dịch là gì đây ạ SL de Kemuri o dashinagara Thạch kiểu o watate ta Chúng mình có từ kemuri là khói đúng không nào Watate tức nghĩa là băng qua Đi qua nhá, đi qua cây cầu sắt cấu trúc ngữ pháp N4 na vừa vừa đúng không nào? chủ ngữ nằm ở đây nhá cái từ S này nó nghĩa là gì? nó là cái đoàn tàu mà chạy bằng hơi nước các bạn, hiểu ừ. chưa? thế nên câu này sẽ dịch là đoàn tàu chạy bằng hơi nước vừa gì ạ? vừa đi qua cây cầu sắt vừa vừa nhả khói ra, Đấy chưa? OK. rồi các đáp án khác một hai ba bốn, ộ chào Ninh sảng rồi một hai ba bốn mình sẽ cùng nhau nhìn nhá Thứ nhất là đằng sau nó đều là cái chữ kiều này rồi Kiều này là cái cầu đúng không nào Đứng mình là hạt xị Rồi bên trên thì mình sẽ có chữ này Cũng khá là giống nhau này Chữ này là chữ đinh nhá Cứ ghi trong cái đinh luôn này Chữ này là chữ châm Đúng không? Trong phương châm Trong cái kim ha Mình học rồi Cuối cùng chữ này là trong từ sứ đôi đôi là gì ạ? Nhớ không? Sứ đôi Hello Ninh Sang Hisashiburi desu ne sự đôi đôi nó mang nghĩa là sắc bén, từ này cũng là một từ các bạn cần phải chú ý giúp mình nhá, nó rất hay có trong đề thi. Rồi, tiếp theo là câu số 6 Rồi cơ bạn. Rồi câu số 6 mới có lừa được ai không đây? kêu cả. Ok, rồi có một từ vựng mới cả nào? à, Hitakuri gọi biết là gì không ạ? Hitakuri. Hay rồi, ok Đức Hùng, <laughs> ok chính xác sự đôi đôi nhá, sắc bén chính xác rồi. Quý Sang chọn đáp án số 1 cho phép. Rồi, Vi chọn đáp án 1. Rồi, Quý Sang chọn đáp án 1, Kim Sang cũng chọn 1, dịch là cho phép. Ái chà. Ái chà. Ha, Sang chọn đáp án 1. Nhìn kỹ nào các bạn. Nhìn kỹ này nào, Mai Sang chọn 1 chết rồi chọn 1 hết rồi à? Rồi, rồi xong rồi, Yến chọn 1. Ấy nhìn lại nha bạn nào đầu tiên là mình có cái từ HITAKURI đi này nó là cái gì nó là cái kiểu là cướp giật túi cướp túi được chưa À, vậy thì câu đầu tiên nó sẽ là gì đấy? Senjitsu hitakuri jiken ga hassei shi Từ này là hc nhá Cũng hay xuất hiện nhá Trong đề N3, N2 nhá à, đừng, nối liền nét với nhau sẽ là phát sinh Nó xảy ra vấn đề gì đó Ginko no keibi ga SA saremashita Rồi Trời ơi Diễm chọn một Lan một Ngọc một thắng 3. Rồi đến nặn bao rồi đấy ạ. À? Dần sang chọn Bali, chọn Ba, Khánh Vân, chọn Bạo à. Thế là 1 2 3 đúng. Trời ơi. Nào ở đấy, view quay xe rồi. Rồi đáp án đúng phải đáp án số 3. 3 chứ ạ, 3 chứ. Cái từ số 1 này là cho phép nhưng đấy, vẫn là câu chuyện về trường âm nhá mọi người ơi. Nó làm gì có trường âm? Đúng không? Kiểu, đấy Đấy lúc mà dậy suốt ngày phải hỏi có chưa hay không rồi, cũng vẫn quên rồi nhớ nhá <laughs> em quay xe <laughs> nhật sắp chán em rồi <laughs> bà nhảy trên xe ok rồi bảo vệ ngân hàng được cường hóa chính xác rồi ok chắc chắn là sẽ nhớ rất lâu nha mọi người rồi câu này sẽ dịch là gì ạ senjitsu hitakuri jiken ga đúng không Mấy hôm trước đã phát sinh cái vụ việc là gì đây ạ? Cướp giật túi Thế nên là... Rồi, chủ ngữ đây ha À, KB liên quan đến bảo vệ bảo vệ ngân hàng đã được đã được cường hóa đã được tăng cường đúng không? thì câu nó hợp lý ha đáp án ba đều là kêu nha nhá rồi ok được chưa nhớ nhá chú ý một chút này từ này cẩn thận dễ nhầm nhá bác này bác ấy không có trường âm bác dịch là cho phép thằng số 2 này cũng có đọc được là kêu trong cái từ kêu cả gì ạ kêu đúng không à, là gì nhỉ? Sách giáo khoa ha. Chữ số 4 thì không đọc là kiểu mà mình đọc là kê nhá. Kê cọ. Kê cọ thì nó sẽ có hai nét nghĩa, một là quá trình, hai là trôi qua, nói về thời gian trôi qua. Ok chưa? Ok, tiếp đi. 7 bạn. Câu số 7. Câu này thì một câu dễ. Một câu N3. Hay. Rồi ok, thì tính lúc đầu là cũng thấy mồn nhiều ha, sau bắt đầu quay xe, quay xe vội. <laughs> rồi. Hãy nào. Câu này thì mình nghĩ là dễ thôi, không có gì cả, rất là dễ ha. Ok, rồi vi sàn chọn đáp án số 2. Câu này là cô cho điểm, câu này là N3 thôi. Tí nữa gọi là câu khó N3 thì đúng. Còn câu N2 là câu dễ N2, đúng không nào? Hay, rồi, tâm sàn chọn 2, ninh sàn chọn 2. Hai Long chọn đáp án 2 và dịch là căng thẳng ha. Ừ, câu này dễ quá nhỉ? Rồi. À Dai jina no mae ni kinchou shi sugite e onaka ga itaku natta koto ga aru. Rồi. Uh, rồi lo lắng căng thẳng Tú cũng chọn đáp án 2. Vi có comment cho mình nghĩa ha. Rồi các bạn thử dịch câu này xem nào. Quý sàn chọn 2, Trần sàn chọn 2, Trần Thiện mà, Thiện sàn nhé. À uh, rồi, Bình sàn cũng chọn 2 và nghĩa là căng thẳng hồi hộp, Thảo có comment luôn chữ Hán rồi ha. Chà, Trang chọn 2, Ly Khánh Vân, Khánh Vân chọn 2 luôn rồi, ok Câu này ra câu này khá là dễ, đáp án chính xác các bạn đều đúng nhé, đáp án số 2 Rồi câu này sẽ dịch là gì? Chúng mình sẽ có từ kinh trồ này là căng thẳng, chính xác, căng thẳng nhé à, Cấu trúc ngữ pháp xuất hiện, Vê ta Khô Tô đã từng, đúng không nào? Không có chủ ngữ, mình sẽ dịch là tôi nhé Tôi đã từng bị đau bụng, ổ na cả gạch, đúng không? Tôi đã từng bị đau bụng do quá căng thẳng trước những cái kỳ thi quan trọng đấy chưa rồi nhá rất dễ hay nào cá trước kỳ thi quan trọng tôi quá căng thẳng đến mức đau bụng <laughs> ok cũng được ha vì quá căng thẳng nên tôi đã bị đau bụng rồi ok dễ đúng không nào cái đáp án khác thì mình nhìn lượt một chút nhá thực ra nó không phải đáp án đúng bởi vì ghép nó không có nghĩa nhưng mà mình sẽ ngó lại một chút các chữ hán nhá chữ hán đầu tiên này là trong từ kinh cũng đọc là kinh nhưng nó mà mang mà nét là đi làm đúng không trong từ kinh ngự này hoặc là kinh này đúng không nào chữ này cũng đọc là trồ nhưng cái này sẽ mang nét là quyển sổ các bạn học rồi này số 3 thì bác này là kinh nhưng mà trong kinh đi cự nó là cơ bắp ha chữ này cũng là trồ nhưng mà mang nét trong từ vượt quá đúng không nào quá cái mức gì đó rồi chữ này khó này chữ chữ cần nhưng mà nó mang nghĩa là cẩn trọng cẩn thận nhé và cuối cùng chữ trồ này cũng là trồ nhưng mà trong cái nghĩa là đỉnh đúng không gọi là mình lướt lại một chút xíu thôi ha rồi ok. Hai, rồi nhé. Ok, câu số 8, hạt chi bảo. Câu này mình cũng dễ. nhỉ yeah. Hai, căn tan đấy nè Hai. No, tôi đã từng đau ví trước kỳ thi cho vị Làm thế nào để không đau ví nữa? Thì đỗ đi các bạn. Đỗ đi là thấy hết đau ví liền. tiên thấy 7 sen cũng xứng đáng ha. Rồi, no, ok. Hai. Cố gắng mọi người ơi, người, học sinh cũng thấy được có những bạn là đóng họ GPT hàng năm, rất đều đặn một năm hai lần. Xong bảo mình là em uh, cầm bằng về lót chuột. <laughs> Cho mượt. <laughs> ok. Rồi, à, nhí sang chọn 4, tháng chọn 4, rồi quý sang 4, à, dịch lá. Ú uh, giỏi. Đúng không nhỉ? Có phải là giỏi không nhỉ? À, rồi tiến chọn 4, tình 4 diễn viên ha. Hmm. À, Khánh Vân 4, rồi Vi 4, Nam diễn viên Diễn viên hay nam diễn viên Rồi ok, 5-4 Tiết Sàng chọn đáp án 4 Thảo Hoài Nguyễn chọn 4 Rồi ok, Ninh sàn chọn 4 Ồ, dễ quá trời đúng không Mình có từ này là gì các bạn nhỉ Số cứ nhiều Hả Trên này viết nó không được nét lắm ha Số cử trong từ siêu, số cử liên quan đến công việc đúng không Chữ chức, chữ kêu là chữ nghiệp Số cứ kêu là chức nghiệp, tức nghĩa là nghề nghiệp và no nghề nghiệp của tôi là diễn viên đó nhá Hay you sẽ là diễn viên nói chung Và đáp án của chúng mình chính xác Đã là diễn viên phải là người rồi gì nữa Thế mình cứ kiến thằng nào có nhân mình cho vào thôi Đáp án 4, chính xác nhá Rồi, dung sang Konnichiwa Công việc của tôi là diễn viên rồi, sẽ quá trời ạ à, Chính xác, mình chú ý một chút này Hôm nay có bạn dịch là nam diễn viên Bạn nào ta? À, thắm Thắng dịch là nam diễn viên thế nhưng mà thường là nếu mà đó là nam nữ thì nó sẽ thay cái từ này nhá. Không là hay you, tự nhiên là nam sẽ là đang you, nữ là jo you, được chưa Còn nếu hay you sẽ là nói chung. À, số 1 với số 2 thì mình thấy chung chữ này, chữ này là chữ phi, đọc là đọc là gì ạ? À? Đọc là hi đúng không nào? Trong hi jo Ở phía dưới thì chữ này nó lại không có bộ nhân, chữ này cũng đọc là you. Thế nhưng nó lại trong nét là ưu sầu. You, được chưa Rồi nha. Hay Câu số 9 CC like từ mấy giờ đến mấy giờ vậy ạ? À? Ờ, mình sẽ like từ 10 giờ nhé. Hiện tại giờ cố định của các phiên like um, gì nhỉ? Livestream CD livestream 8 tuần thì sẽ là giờ cố định vào 10 giờ sáng nhá, trừ khi có những vấn đề gì nó phát sinh. Đó thì sẽ có thông báo ở trên page mọi người cố gắng theo dõi nhé. Rồi. À ok. <laughs> à, tranh thủ nói qua một chút. Đó, vừa nay có bạn hỏi mình về lớp luyện đề đúng không? Thì mình sẽ sắp tới để cho các bạn mà kịp gọi là sao nhỉ? Ờ, kịp được ôn luyện này kịp để được ôn tập đến hướng tới kỳ thi sắp tới đây thì chúng mình sẽ có một lớp luyện đề VIP 500 nhé mọi người. Ở đây mình sẽ làm gì? Chúng mình sẽ có uh, làm những cái bài thi cũ và sau đó mình sẽ có đúc rút được những cái phương pháp chọn đáp án đúng và nâng cao kỹ năng. Mục tiêu là để tự tin khi đi thi nhá các bạn, chủ yếu là thế thôi. À, thời gian học chúng mình sẽ có học 2 tiếng từ 19 giờ đến 21 giờ giờ Việt Nam nhé Mình sẽ học vào 246 à, Giờ ngày khai giảng là 10 tháng 6 Sắp rồi các bạn Hãy cố gắng nhé Vào đây gọi là mình bứt tốc trong những ngày cuối cùng Được chưa ạ? Phải luyện đề thật nhiều nhé mọi người Rồi học phí thì khá là nhẹ nhàng với các bạn đúng không? 1 triệu 090 nghìn Và bên cạnh đó thì chúng mình sẽ có rất nhiều những quà tặng như ebook hay là những cái khóa online Rồi cộng với chúng mình sẽ được học lại miễn phí nếu không đâu Đấy, quan trọng nhất rồi Hay rồi ok <laughs> Tiếp theo nhá Rồi hết, nào tiếp theo mình đến phần từ vựng nào Mình hết kanji rồi ha, đến từ vựng rồi, sensei like Đã uh, <laughs> sẽ <that's to> me mê <laughs> Ok vào hey, câu số 9 nào các bạn ơi. Câu này thì cũng tính là một câu N2 nhưng mà với mình thì đây là một câu dễ. Bởi vì là các bạn biết từ đó sẽ chọn được. Ở trong N2 sẽ có một số các cái câu kiểu câu hơi khó một xíu là những dạng câu mà nó có cùng cái nét nghĩa nhưng mà cái cách sử dụng lại khác nhau. Đấy là một trong những câu khó của N2 nhá. Rồi, hoặc là câu liên quan đến um, từ lấy. Câu liên quan đến động từ phức Thế sẽ là những câu mà các bạn thường mất điểm. Rồi nào câu số 9. Hay, tình sản chọn đáp án 2, Lan chọn 2, Quý chọn 2 hiểu nhầm. Từ này trong phần từ vựng mình có hết rồi, đúng không nào? Hay Lê Sàng chọn đáp án 2, Thắng chọn 2, Ameyuki đáp án 2. Rồi, kare wa honto wa yasashii hito nano ni. Tức là mu mukuchi. Nhưng mà đường dịch là không có miệng nhé. <laughs> Ít nói, đúng không nào? Mukuchinase de tsumeta hito da to yoku nana ni sareru. Rồi. À, rồi các bạn khác cũng có đáp án rồi đúng không? Thắng chọn 2, Văn Sằng 2, Lan Anh 2, Thanh Tâm 2. Thế chọn 2, rồi Tiến 2, Hiểu Nhầm, Vi 2, Long 2. Rồi, các bạn đều chọn đáp án 2 đúng không? Câu này khá là dễ nhá. Ok, đáp án đúng chính xác, đáp án số 2. Gukai. Bài dễ ha. Trời ơi dễ quá trời phần từ vựng nếu bạn chỉ dịch được là được nhá vậy thì quan trọng là mình phải dịch được câu chính xác đã đúng không nào hạnh phúc hề hê hê gì này Đó, kê thằng ở comment cho mình đấy anh ấy dễ tính nhưng mà ít nói nên hay bị nghĩ là người lạnh lùng ok chính xác rồi chúng mình sẽ có chủ ngữ là Khá đẻ đúng không ạ chủ ngữ đây ha cấu trúc ngữ pháp xuất hiện xây đệ tại vì nhá ừ, gọi là ôn tập đi à, anh ấy đúng không là một người thực chất đấy là một người rất là hiền lành dễ tính Thế nhưng tại vì ít nói Thế nên thường bị hiểu lầm là một người lạnh lùng Chính xác, gục cày Rồi, chính xác rồi Rồi nào, các đáp án khác ạ, à, 1, 3 và 4 là những từ vựng các bạn đã được học rồi Xem nào có nhớ không nhá Số 1 mình gợi ý âm đọc này Số 1 mình đọc là căng sốc cự Các bạn comment cho mình nghĩa nhá, được chưa Số 3 chúng mình có từ này nửa ba nhá, Kitsui Tetsui ha? Và số 4 có vẻ hơi khó một chút xíu Từ này mình đọc là Shonin à, hai. Rồi, bốn từ này đều xuất hiện ở trong phần từ vựng rồi đúng không nào? Ủa, không ai nhớ hả? Ok, rồi ok, thằng có comment cho mình câu số 1 là quan sát ừ. Đúng hơn thằng số 1 sẽ là quan chắc nha bạn Quan trong quan sát và chắc trong đo lường Cái từ này cũng là một từ mà mình thầy có trên thời sự cũng có nói đến nhá quan chắc thì thường ừ. sẽ sử dụng với những cái ví dụ như là uh, thiên văn này hoặc là kiểu địa lý này quan chắc thời tiết này đó đi hay dùng cái chữ hán này ha và từ này tiếng việt có luôn nhé bạn quan chắc có luôn nha rồi ok số 3 rồi các bạn đều có chính xác từ này là quyết tâm đúng không ok và số 4 các bạn có dịch à rồi thừa nhận thừa nhận hoặc là đồng ý phê duyệt nó sẽ mang nét là show nhi ok rồi hai Hãy rồi, ok, xin Câu số 10, you bằng một câu tiền tố hậu tố Hãy, ok Rồi, các bạn mọi người đều nhớ đó, nhớ từ vựng ha rồi. Câu số 10, một câu tiền tố hậu tố Câu này thực ra là nhiều bạn hỏi mình làm thế nào để để học được tiền tố hậu tố thì theo mình các bạn nên nên làm thật nhiều để được chưa? khi mà mình làm nhiều đề rồi thì mình sẽ có auto là biết cái từ này nó mang nghĩa là gì và khi các bạn ghép, ý, các bạn nhớ theo từ vựng thì nó sẽ đúng. đó, thật làm thật nhiều nhé, chỉ có cách như thế thôi, được chưa ạ? Rồi kế, okay. Lam chọn chọn hai mai hai thế hai quý sang chọn 3 Trang chọn đáp án 2 Ameyuki chọn 3 cái từ vựng này đây này, với cái loại tiền tố hậu tố nó gọi thế nào là tiền tố hậu tố thì khi ba thằng này là một từ có nghĩa, được chưa? thì nó là dạng tiền tố hậu tố đó là mất Nó là một cái dạng cố định luôn rồi, để chưa nhỉ? Rồi ok nào, à, uh, tiến chọn 3, à tiến chọn ở uh, tiến chọn 3, vi chọn 2 này, liên chọn 2 này, nga 2, lan anh 2, thắng 3. Các bạn đang phân vân giữa 2 với 3 đúng không ạ? Rồi, bởi vì sao lại phân vân thì thực ra là bốn thằng này nó đều mang nét nghĩa là giấy, một cái loại giấy gì đó đúng không nào? Đáp án đúng của chúng mình sẽ là đáp án số 2 nhé mọi người. 2, tên đọc là gì ạ? hai á, rồi từ này nghĩa là gì đó, mọi người? Từ này, trời ơi, ở à đây có mấy, có bạn comment đấy đúng không? Kim sàng có comment cho mình là CV, ok chính xác. Directio, được chưa? Directio là sơ yếu lý lịch, chính là cái CV các bạn đấy, đúng rồi đấy ạ. Directio như vậy, Canada de Chachingo Hartecker giải, chữ hà nhá, dán, được chưa? Câu này thì không có chủ ngữ này, chỉ đơn giản là nhất định nhá, nhất định hãy dán ảnh vào đúng không? Vào sơ yếu lý lịch vào CV của mình, rồi Nhất định hãy dán ảnh và xây lịch Ok, chính xác Bảo Long, rồi Mai Giàng, Nhi Giàng Các bạn đúng rồi ha à, Chính xác, ok Rồi các từ vựng khác thì chúng mình sẽ có một số Các cái từ vựng đều dịch là giấy nhá Ví dụ như chữ này Chữ này là chữ kami và bình thường nó là si ha? Amo à, là si à, Chúng mình sẽ có trong cái cụm từ kai Toyoshi. yoshi Có nghe rồi chưa <laughs> Đi thi đây đúng không? Kai Toyoshi yoshi là cái tờ các bạn Tôi đã bán đó, chính là nó Rồi dùng ấm si này ha Chữ thứ ba là cũng đọc là sổ nhưng mà sổ có trường âm nha. Bát sổ này thì không có nha. Đi đấy ký sổ đúng không? Đây là sổ. Ví như trong từ ninh tây sổ giấy chứng nhận thì dùng chữ này. Chữ này đọc là rổ. Cũng là một loại giấy. Ví dụ như trong mình có nên ga rổ, sô tai rổ nó sẽ kiểu cái thiệp ấy. hoặc là bằng khét. Đó nó sẽ có từ này. Ok, rồi. Dễ quá em không muốn làm. Tuyệt vời quá trời. Rồi, câu số 11 một từ vựng đã học trong đề thi rồi à trong phải đem đề thi trong sách phần kanji đó nào hoài em dễ của em không muốn học hoài nhớ làm bài tập đi nha mai kiểm tra đấy hoài nhé à, làm gì bài tập nhỉ mai học đi mai kiểm tra trên lớp nhá rồi nào câu số 11 chứng minh thư bốn là thiệp mời hoặc là trạng thái của cái gì đó như là kem ok ok đó ok rồi chính xác lòng Em hoài gì đây? Xì sì ghê <laughs> Ok, câu một mình có được bạn đầu tiên có đáp án là Ameyuki sẵn nhé Đáp án 3, Mai chọn 3 Lan ba Mai Duyên 3 ô nhớ đấy chứ Rồi Khánh Vân chọn 3, Mai sẵn chọn 3 Đây là phần từ đồng nghĩa rồi ha các bạn Chữ này chúng mình sẽ có âm đọc là cho Sê Nhớ là chỗ đi xuống nha, không trường âm nhá Nhớ không trường âm nhá Lúc mà đi thi cũng không trường âm đấy ạ Seki là chữ tịch trong quốc tịch ngon cục Seki. Rồi. Không muốn đi chơi thì học cho tốt vào. Đừng đi chơi là được. <laughs> Rồi, Long chọn 3 tháng 3 Viva ba, Hana bùi 3. Ok. Không phải lừa được ai à? Lan Anh chọn ba Rồi đáp án đúng chính xác ạ. À. Đáp án số 3. À? Hồng nhá. Hồng. Số Seki là thư tịch thì chỉ chỉ đơn giản nó là những cái từ mà kiểu trang trọng hơn thôi và nó bằng những với quyển sách các bạn ơi. Cô cô nhìn tai <laughs> thai no Nó ga. À, là gì ạ? À, một từ cũng khá là xuất hiện nhá osame darete đấy osame được trong chữ này là chữ thu tức nghĩa là thu vào cất vào đúng chưa ạ câu này sẽ hiểu là ở chỗ này đúng không thì đang có thu giữ giữ rất là một số lượng lớn sách chưa? vậy thôi nhá rồi ok đều đúng hết rồi các từ vựng khác thì thôi nhá sim bưng là là báo e là tranh tegami là thư không có gì hết ạ chị ghi juniba ồ câu khó Đến câu khó rồi, câu N2 đây rồi Đấy. À, câu vừa rồi không lừa được ai nha Xem câu này lừa được ai không nào Câu số 12 Từ đồng nghĩa Rồi, câu này sẽ có gì ạ Shiroi satsuni ni aka Nani no skato Haite mita À, từ, từ học cự nhé Hạc cự cự tức nghĩa là mặc những cái gì Mà từ hông đổ xuống, mặc quần Đi dép, đúng không? Rồi ừ. Chưa ai comment gì À à có rồi đây Thắng chọn 3 Ok hai bạn thắng đều chọn đáp án số 3 Simple Na Rồi Như tuyết sàng chọn bộ 3 Nhưng mà vĩnh san lại lại chọn đáp án số 4 Đấy, Từ này là từ gì nhỉ À từ này mình sẽ có ông đọc là mư Mư gì nhá Đừng đọc là chi Đọc là gì nhá Mư gì rồi, Hùng chọn 2, Lan chọn 2, Chính chọn 3. Ơ. Oh. 2 3 4 là đủ rồi các bạn nhé, chưa có 1 thôi. Mai chọn 3, Tiến chọn 4, Khoa 3, váy đơn điệu. Đúng hơn đi các bạn. Từ này nghĩa là gì? Rồi. Mai chọn 2, ờ à, trơn, lợi rằng có dịch là trơn. Phan rằng chọn đáp án 3. Lan Anh chọn 4. Đấy, các bạn ai đã tranh thủ tra từ chưa? chính rồi có đáp án là akira harasaki sang ok nào từ này đọc là muji và có nghĩa là trơn chính xác nhá lợi sang có đáp án chính xác là trơn trơn tức nghĩa là gì là không có họa tiết hoa văn gì cả đúng chưa không có họa tiết hoa văn gì vậy đáp án đúng sẽ đáp án số mấy đấy ạ rồi vậy thì đáp án mấy ameyuki 4 rồi quý không có họa tiết đáp án 3 Đúng rồi, váy không có họa tiết nên đáp án đúng phải đáp án số 4. Gần nhất chứ bạn, các bạn phải chọn đáp án gần nhất nhé mọi người. Từ này nghĩa là moyo. À có âm đầu là moyo phải có nghĩa là đấy. À, rồi, moyo có tức nghĩa là hoa văn, họa tiết và này tức nghĩa là không có thì nó bằng với muji còn gì, gì nữa bạn? <laughs> đấy, đến lúc mà dịch ra rồi, vẫn rất nhiều bạn đâm đầu chọn đáp án số 3. <laughs> Dễ bị lừa đúng không? Nào cô này sẽ dịch là gì ạ? Không có chủ ngữ nhá. Shiroi ni akai muji no Tôi đã thử mặc mặc cái gì? Mà cái ố này nha. Mặc một chiếc chân váy trơn màu đỏ đi kèm với một chiếc áo sơ mi trắng. Rồi. Tại sao là cái bốn là cái gần nhất thì các bạn đọc là trơn không họa tiết đúng không nào? Thì ví dụ như cái váy mình đang mặc là không họa tiết gì nó sẽ tính là trơn. Còn nếu mà là simple thì các bạn dịch là đơn giản đơn điệu đúng không? Nhưng mà đơn giản thì có thể là những cái áo mà nó chỉ có một cái hình nhỏ bên này nó cũng được tính là simple được chứ Đúng không? Thế nên nó phải gần nhất, nó phải là bàn số 4 nhé mọi người Rồi em đúng rồi <laughs> Sai gần hết đó Đây là một câu trong đề thi thật nhé mọi người Được chưa ạ? Rồi số 1 rung cự là dài nhá Số 2 pocket nai là không có túi không có gì rồi Chắc là chỉ phân vân giữa ba hay bốn đúng không những câu nó sẽ bị như này ha Rồi ok Cứ nghĩ váy không có túi <laughs> đấy, Câu số 13 Cứ nghĩ váy không có túi bao giờ Váy không có túi thì cũng hán, không hẳn Có những cái váy vẫn có túi mà Đúng không Rồi ok câu số 13 thì là câu dễ này Câu vực lại tinh thần Rồi đai tai Đáp án mấy đấy ạ? Qua ngữ pháp đi xin Hình như là sắp rồi đây ạ à. Cố gắng một hai câu nữa nha Nha nha, một hai câu nữa thôi Ừ. Phần ngữ pháp ở N2 thì uh, chứa vẫn là các bạn phải dịch tốt Các bạn dịch được đáp án, dịch ra và mình có tư duy logic hợp lý Thì sẽ không sai Đó Giờ ok, Oanh sản chọn 2, Duyên chọn 2, Thành chọn 2 Thắng 2 Chúng mình là live stream đến 11 giờ mà mình Cứ từ từ nhẹ nhàng Hội vàng làm chi các bạn à, vẫn để qua ngữ pháp đi ạ đợi đi mọi người mình vẫn đang tiếp tục mà rồi yuki, Ameyuki hai tuyết sang chọn đáp án hai thắng chọn hai chắc là sắp hết rồi nghỉ trưa vội vàng một sang ngữ pháp đây Long chọn hai rồi Đại Khái Duyên chọn đáp án hai rồi từ này dễ mình sẽ qua luôn nhá chính xác đáp án số hai Oyoso bằng với Dai Tai Đại Khái Câu này không có gì cả. Eki kara jitaku made aruku to daitai 15 phun kurai kakaru. Rồi, mình sẽ có ngắt ở đây ha à, nếu hoặc là khi hễ mà hoặc là nếu mà gì nếu mà đi bộ từ ga đến về đến nhà thì sẽ mất khoảng 15 phút không có gì cả ha rồi mặt tác cự là hoàn toàn bác này thì thường nhá thường thôi thường thôi nhá thường hay đi với phủ định nhá đấy là thường thôi bạn nhá rồi thốn ca cự là dù sao thì dẫu sao thì thấy chưa thật cả là có lẽ là nhá ok bằng oyo rồi uh, Câu số 14 Utsumuku Utsumiteiru Rồi Câu này thì theo mình nó cũng là một câu khá khó Ok, Long San rồi nè Arigato Nếu đi bộ từ nhà ra đến nhà mình thì mất khoảng 15 phút Ok Hay Hanabui ok Rồi, nhầm đáp án 2 Để Câu này chỉ là một câu dễ thôi, không phải khó quá Câu này là câu khó này Câu này sẽ là câu khó này Vì chọn đáp án 3 Sensei ơi, mai mặc áo này đi dạy nha <laughs> Rồi, riêng Mỗi ngày lái xe em đều nghe từ này nên quen à, Cái từ Oyoso đấy nó hay được dùng trong kiểu bản tin Được rồi, nó sẽ dùng trong trường hơi trang trọng một chút Cái này hay nghe lắm ạ Chính xác, Ồ, ok Anh chọn ba, hòa ba, khoa ba, thắng ba Dễ quá <laughs> Trời ơi, ngữ pháp khó gì Rồi, Nga chọn ba Hana Bùi chọn ba Ủa, thế là dễ hả Sư gọi <laughs> này Rồi, cự nó mang nghĩa là cúi xuống Được chưa ạ? À, nên đáp án đúng chính xác Đáp án số 3 muite. Ok Ủa wow, câu khó mà không khó hả à, mọi người? Rồi Cái này em chọn sai một lần nữa đến giả Hãy mãi <laughs> đa sao hoa sao kia cả đã Rồi, chúng nữa nhá Anh đã vẫn đang cúi đầu từ từ lúc nãy Vậy thôi à, Cái này là hướng lên trên này Ừ ha Yoko là bên cạnh đúng không? Ushido là phía, phía sau rồi, ok, không có gì hết Nhớ mình sai câu này ở đề thi thật Đúng rồi, chính nó đấy, đề thi thật đấy ạ Rồi, đến rồi Tiến sang, vào thôi Nào, đáp án Góc tường 3 <laughs> Số 3 này, câu số 3 này Thi năm ngoái hay sao đấy à, Câu này mình nhớ là cũng mới đấy, nhưng hình như không phải năm ngoái Cái đề này mình chữa là Năm bao nhiêu nhỉ 2018 hay sao ta, hay 2016 gì đó à. Rồi Góc tường, cái này okay, nhớ, ơi, sai câu này thật Rồi Câu này năm ngoái luôn nào, thì tức nghĩa là nó lại lặp lại đấy các bạn. Hãy nào, câu số 15. lăm uhm. Câu hơi dài, Chứ chắc các bạn sẽ hơi mất thời gian đọc ha. Khó mà em cày đề trên app rồi. <laughs> Đúng rồi, ok. Đến thời điểm này các bạn có thể vào phần áp dụng mô đi nhá. Chờ, chọn số 4 luyện đề, bắt đầu luyện thôi các bạn. Đến rồi ạ. Rồi ok, lên sàng 4, Nhi sàng chọn 4, Vi 4 rồi. Tiến lên mấy đấy ạ. Long 4, thắng 4, tuyết sang chọn 4 ừ. Rồi, có ai dịch cho mình câu này được không ạ? Ê, rồi, tú sao 4 cà na Lợi chưa học N2, em xin phép đi ra Ui giời ơi, cái câu này N3 có chọn được Câu này N3 cũng được, nhau cũng yên tâm Rồi, oanh chọn 4 nha, chọn 4, thế chọn 4 <laughs> Chưa học N2 à, Long dịch là hàng năm, mỗi năm Hàng năm, mỗi năm, đúng tắc Akira Harasaki 4, Phương Anh Phan 4 rồi Linh em chọn 4. À, các bạn đang chọn đáp án số 4 đúng Nhưng chưa bạn nào dịch cho mình được câu này ha. Thà chưa sang 4. À, tháng 4 rồi. Các bạn đều đang có đáp án số 4 thì sẽ cùng nhau xem câu nhá. Ashita tomodachi to eiga o mi ni iku koto ni natta. Rồi. Eiga kan đi eiga o miru no wa daigaku no toki irai dakara yaku 5 nen 7 nen Cái từ buri này sẽ là gì nhỉ? Ngày mai đi xem phim với bạn và kể từ lần đi xem phim tại giáo hồi đại học đến giờ cũng đã 5 năm rồi. Ok, ok, rồi. Chính xác, chúng mình có cái từ các bạn nhớ từ Hisashiburi không? Hisashiburi desu nè, lâu lắm rồi mới gặp, đúng không? Thì cái từ buri này nó cũng mang nét như vậy, tức là lâu rồi mới lại làm lại việc gì đó, được chưa ạ? Chính xác, và mình sẽ có câu đầu tiên này. Ngày mai, chủ ngữ không có này. Tôi đã quyết định là sẽ đi xem phim, Muốn Xem phim cùng với cùng với bạn. Rồi và chủ ngữ nhỏ à, chủ ngữ phía dưới này, cụm chủ ngữ đây nhá. Cái cái điểm cái thời điểm mà tôi đi xem phim ở dạp chiếu phim thì đã từ đúng rồi, ý đòi. Ý đòi trong trường này lại không phải có chủ ngữ pháp mà chỉ là từ vựng thôi. Đã từ cái lúc mà học đại học rồi và cũng đã khoảng 5 năm rồi, ý là 5 năm rồi tôi mới lại đi xem phim ở dạp, đúng chưa? Nhá. Ok. Rồi chào Lý Sang Sao bao lâu phương Ok Chính xác Các đáp án khác thì chúng mình có ma đấy là đến này Na độ dùng để liệt kê đúng không? Ừ, vân vân ha Kỳ đi Ok kỳ đi một cấu trúc mn 2 Kỳ đi mình sẽ có hai kiểu xài nhá Một là đi với danh từ kỳ đi Khi mà đi với danh từ kỳ đi Thì nó sẽ thường chỉ số ít nhá Bác này sẽ dịch là chỉ Số ít Chỉ một mình Chỉ một lần Chỉ hai người đúng không? Bữa tối nay chúng mình phải ta đi kỳ đi chỉ hai người thôi rồi <laughs> đấy là nét đầu tiên nét số 2 của kiri đi, đi về vê tọ vê tạ kỳ nó hoặc là tặc đi cũng được kể từ khi và đằng sau nó sẽ hay đi với phủ định nhá thì không thế nào đó nữa đấy là cái cách để mình xác định được cấu trúc nha ok rồi làm đọc hiểu nhiều đọc đề nhanh thật <laughs> Rồi ok, được chưa Câu số 16 nào. cái câu vừa rồi cũng dễ đúng không? À, các bạn chính xác các bạn nên đọc hiểu khi các bạn làm đọc hiểu các bạn nên có một cái 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 bước đó là đọc thành tiếng khi mà làm luyện đề ở nhà nhé các bạn nên đọc thành tiếng tại vì không biết tại sao nhưng mình khi mình đọc thành tiếng ấy mình cảm giác là mình có thể dễ xác định bởi vì cái nhịp ngắt nghỉ của mình ấy nó làm mình dễ xác định cách dịch câu hơn đó rồi <laughs> đó rồi nha ra một trong những cái điểm mà n 2 mình thấy nó khó khăn đó là câu của phần ngữ pháp nó dài hơn và có từ mới là các bạn không dịch được mà không dịch được thì không chọn được ngữ pháp đúng thì thường là như thế rồi ok duyên là kể từ khi để kia kita đi ok kể từ sau khi đúng không ok rồi long nha sau khi và đi phủ định chính xác rồi câu số 16 rất nhanh nhà Yuki có đáp án số 4 bốn đúng ta hay chúng mình có từ này là chắc cứ chắc cự nhá chắc cứ chắc cứ tội nghĩa là ổn định được chưa ạ à đọc hiểu chắc đời này em liệt quá xin xe ơi Ủa thế hôm qua không vào xem đọc hiểu của cô Thanh đúng không? Mình mình sợ cái gì thì mình phải xem nhiều cái đấy lên trước. Thực ra bạn hay có xu hướng là càng sợ càng muốn bỏ qua nó nhưng mà không được Mình phải trả đến gì nó chứ các bạn Đúng không? Sau khi các bạn dịch khoảng 5 quyển sách đi thì các bạn sẽ dịch ngon lành nhá <laughs> Nên là thực ra là việc mình không đọc được là do mình thiếu luyện tập Đúng chưa? Rồi kê okay, phương chọn 4 uh, Lê sàng chọn 2 Thắng chọn 4 uh, Nhi 4 Long 4 Mai, Mai 4 Tiến sang chọn 4 Đình tháng 4 Tường vi 4, rồi ok, Trần Thiện chọn 4 mm, Ok Rồi, không ai bị lừa nhỉ Câu này hôm trước cho trên lớp rồi Khối bạn chọn đáp án 2 đấy ạ <laughs> Rồi, có ai dịch được câu này không? Câu này mình có là nhí mưu kê Đúng không? Mưu kê được tức nghĩa là hướng tới Câu này sẽ hiểu là mang nét là hướng tới Nhắm đến cái gì đó và Cách kết hợp danh từ nhé Đã còn nhí, thì không bao giờ đi về Vê tá hệ thống thường cả, đúng không? Thường là danh từ, hoặc là vê đự hướng đến tháng 3 năm sau hoàn thành Ok, rồi à, Các đáp án khác chúng mình sẽ cùng nhau áo à, quên ngó qua một chút đã à, Đáp án chính xác đáp án số 4 rồi Không ai lừa các bạn hết á, thật sự đấy Dịch hết nhưng mà chọn đáp án sai Chắc không phải mình em đâu xin xê nhỉ uh, uh, uh. Dịch được hết nhưng chọn đáp án sai thì à, Nó có thể Thứ nhất là các bạn chưa có hiểu thật sự về cái ngữ pháp đấy Các bạn chỉ đang học theo kiểu là Học cách dịch thôi Các bạn chưa thật sự hiểu cách dùng của nó đó, nên là để hiểu cách dùng thì lúc nào mình cũng khuyên học sinh là học thuộc một ví dụ ngắn thôi Không cần dài, học thuộc một ví dụ thì sẽ nhớ được cách dùng của nó Và những ngữ pháp có ít cách kết hợp thì phải học cách kết hợp nhé rồi câu này sẽ dịch là gì ạ? Rai nen sang no kansei ni mukete Chính xác Atarashi no kensetsu setsu ga to Câu này sẽ dịch là à, Rồi ok các bạn khác xem cho mình bắt đầu bán con lại nhá Rồi À, nhắm đến hoặc là lấy mục đích đúng không ạ? Nhắm đến việc hoàn thành vào tháng 3 năm sau. Chủ ngữ nhỏ gá ha. Thì cái việc thi công xây dựng nhà thể chất mới đang được tiến hành, đang tiến hành một cách ổn định. Đúng không? Mình phải dịch là nhà thể chất mới đang được xây dựng tiến hành ổn định ờ, nhắm tới việc hoàn thành vào tháng 3 năm sau. Ok, dị nặng được bạn? Bao gồm trái tim là gì đấy? Chưa sáng. Rồi, hôm trước bốn ngữ pháp này em bỏ tiết không biết nghĩa rồi, mình xem cùng nhau xem nghĩa của các thằng này nhá. Hai là khi nhân dịp à, tiến chẳng có cho mình là hướng đến chính xác. Ok. Hay. Số 1 chúng mình sẽ có danh từ cộng với o komete. Nhìn vào đây các con sẽ nhìn thấy là mê đự nó mang nét là bao gồm gộp vào, cho vào đúng không? Cái nét gốc của nó là như vậy. Cái thằng này các bạn có thể nhớ cho mình một số các cũng như là kokoro komete đúng không? 看小 komete là mang hết là gì ạ? Chất chứa dồn nén. Ví dụ như là tôi đã viết bức thư mà dồn hết tất cả tình cảm vào đấy. Kokoro komete tegami o kaita. Đơn giản không? nhớ như vậy thôi nhá. Rồi số 2 mình sẽ có cách kết hợp là danh từ hoặc là veru cộng với nhị sai shite và nay có vi gì cho mình rồi ạ? Khi nhân dịp. Nó sẽ sử dụng trong những cái trường hợp khá là trang trọng. Được chưa? Rồi và có mang nên là chuẩn bị sẵn, chuẩn bị trước cho việc gì đó thì mình dùng là nhị sai shite nó sẽ khá khá là giống một thằng là nhí atate à, các bạn hãy nhớ ngay luôn nhá nó à, khá là giống bác này được chưa ạ rồi số 3, ô tư đi với danh từ nhá bạn rồi trong này mình có thấy vi có dịch trong mình luôn ạ à. chính xác số 1, nó mang nét là thông qua thông qua thường sẽ là thông qua một cái phương tiện gián tiếp nào đó tôi và vợ tôi đã quen nhau thông qua một người bạn chung được chưa Số 2 thì mình sẽ có là suốt à, Trong suốt Trong suốt thì sẽ dùng với khoảng thời gian ở phía trước nhá Danh từ manet của khoảng thời gian Suốt một năm 1 năm o tsujite Hoặc là 1 o toshite Như nhau nhá à, Tối sen se lai ở đâu đó Tối xem like của... Xem lại kìa, à, xem like lại cái kìa Khổ Ai đi làm đây? Không biết đâu luôn Hay giờ ok Hay, Một bằng cả lòng khi nhận thì thông qua rồi ok nhá Em đi làm nha. Ok, rồi. Hai. Sự nào, câu số 16, 17 cũng sắp hết rồi. Ok, Tiến đi làm đi ạ. Rồi, tối có like ở đâu? Là là Tiến rồi về xem lại like hôm nay. Rồi. Câu số 17, một câu cũng dễ luôn. Hai. Ừ. Nhớ nhá các bạn học học khi mà học thì ngữ pháp các bạn nên học thuộc một ví dụ nếu mà cả ngữ pháp có nhiều nghĩa, có bao nhiêu nghĩa thì mình học gần đầy ví dụ của nó Thực ra không cần phải học tiếng Nhật, các bạn học theo kiểu tiếng Việt cũng được nhá. Miễn sao là mình nhớ được cách dùng của nó và hiểu được cách dùng của nó Đó rồi ok, vậy rất nhanh ạ à. Xuân 1, Tâm 1, Tường Vi 1, Đình Tháo 1, Mai 1, Anh Phạm 1 Dễ nhỉ? Rồi, Cúc Sàng 1, Nhi Sàng trả đoàn số 1 khó mà tin được ok chúng mình sẽ có cụm là Shinji di ga tay còn nhớ cô tô nhí là gì không bạn ơi cô tô nhí sinh di ga tay cô à, trần thiên chọn một đăng khoa một nga một phương anh một tuấn anh chọn một một bạn mới mới ha rồi Shinji di nani nani cô tô nhí ni hong no shaking nhá đây là shaking khoản nợ đúng không ạ Nihon no shakin wa hapyaku chou en Chou, chou nghìn tỷ học vô từ này đúng không? Cho and iso đã rồi ok thật không thể tin được ok chính xác Nhật Bản nợ đến 8 triệu cái gì đấy 8 triệu tỷ tỷ yên khó tin rồi ok chính xác đáp án số 1 nhá xin gì tai tay của nhị chúng mình có hai ngữ pháp kết hợp ở đây đầu tiên nó là ngữ pháp mát sự bỏ mát sự cộng cả tay dịch là khó mà thường đi với những động từ mô tả việc nhận thức được chưa ạ Cấu trúc số 2 là cấu trúc cô tô nhị thật là Để chưa? Cái này mình có học ở trong N3, N, 3 n 2 của mẹ thật là Thật là không thể tin được, đúng không? Rồi, đây thì sao đây ạ? Nghe nói chính xác này, chủ ngữ ở đây nhá Khoản nợ của Nhật Bản đã lên tới hơn hơn 800.000 tỷ yên Trời ơi, một con số mình nghĩ không biết bao nhiêu số không luôn ạ Rồi, ok, chính xác ơi à, Rồi, comment, okay, comment Rồi, chưa sẵn giúp cho mình những đáp án khác dự chính xác cách kết hợp của nó vẫn giống thằng gà tay nhá nó sẽ là v ma bỏ ma sự nhưng chính xác nó sẽ thường hay đi với nét nó là khó thực hiện hành động nào đó và lý do khó khăn thường về mặt tâm lý được chưa nghĩa là bác này là khó thế nhưng mà cố vẫn làm được nhưng bác này thì hầu như là không có làm được luôn nhé rồi ra đây đự là có thể này nhà uh, suy là dễ dàng này dễ quá trời rồi, ok ừ, rồi các bạn đều nhớ cấu trúc ha Câu số 18 Ok này có vẻ like mình đi nhanh hết Tại vì học sinh toàn siêu hết rồi Chọn đúng hết ạ 18 là gì đây ạ Khôn nhị cơ tế Than ô tô Rồi than y nhá à, Mình có tên này là ô tô xì Kẻ xe biết rồi đúng không Rồi đáp án đâu ta chi đạo nên này so nhìn này và tế kể này câu này vẫn là dễ đấy các bạn dịch là được ok cúp sàn cho đáp án số 2 dương chọn đáp án 2 rồi còn ai không ta xuân chọn đáp án 2 xuân nguyên chọn 2 phương chọn đáp án 2 khả nên nói là gì các bạn nhỉ còn nhớ cái này nghĩa là gì không khả nên này thắng chọn 2 tuyết chọn 2 đăng khoa chọn 2 khả nên này anh Phạm chọn đáp án 2 Long chọn 2 Ồ oh, chưa ai thấy ai comment cho mình nghĩa của thằng này Bác này ba nghĩa là các bạn đều đang chọn nó đúng không Rồi Vi chọn 2 Thắng chọn 2 Nga chọn 2 Ok Mai chọn đáp án 2 Rồi ờ, oh, ok Tâm của à, okay, Tâm đã cho mình nghĩa của nó á. Có thể Kamoshide uh, này Ờ ok có thể Có thể rồi Rồi ok Nào sẽ xem nhá Hôn là như kẻ xe kia gạo cửa tẻ Đúng không? Chủ ngữ đây ha à, đó là gì ạ? Việc mà Đây chủ ngữ đây đúng không? Mà vắng mặt nhiều như thế này Đúng chưa? Thì thân o ô tô Chính xác khả này Ô tô này ở đây không dịch là đơn vị các bạn Nó đang nói về tín chỉ Và ô sẽ là rơi xuống Tức nghĩa là sẽ không qua môn ở đây các bạn Rớt môn, được chưa ạ? nếu mà cứ vắng học cứ vắng mặt tình hình mà nhiều như thế này á, thì sẽ rớt môn đấy, chưa có thể nhá. À, rồi ok bị đánh trượt cũng được này. Ừ, rồi ok các bạn đều chính xác đưa ra phán đoán nó bằng với đề kỳ đự. Ừ, rồi có nguy cơ. hay thứ nhất là cách kết hợp của chúng nó thì với mát sự bỏ ma sự cộng với canenai nhá. ở trong cấu trúc này thì mình vẫn hay bảo học sinh là nên nhớ là canenai bằng đề kỳ rượu mà kaneru thì bằng Dekinai này thế nhưng mà đấy chỉ là cái cách để các bạn dịch được thôi còn về cách sử dụng thì chúng nó không hoàn toàn bằng kệ đề ký và đề ký này đâu nhé Đó là mình nhớ theo kiểu nhớ mẹo thôi sẽ dịch là không thể chính xác rồi thường sẽ không thể à, thường à, quên, có có thể chứ nó hay lộn lắm nhé bạn rồi cái đây sẽ là có thể xảy ra một cái trạng thái gì đó không tốt chính xác rồi nhá rồi có đáp án khác là số 1 Gachi Gà chi đạo thì lúc nãy mình thấy có vi sằng. Vi sằng đã cho mình nghĩa rồi. Cái kết hợp của chi sẽ là ve mát sự bỏ mát sự hoặc danh từ cộng với gachi đạo sẽ dịch là thường hay. Bác này là một bác ngữ pháp N3 nhưng nó lại rất hay có mặt ở trong phần đọc hiểu N2. Được chưa? Và cứ gặp nó thì mình sẽ dịch là thường hay thôi nhá, hoặc là phần lớn. Rồi. So ni nai và ý kiến này nai Te wa kiến này thì thôi nha Te wa kiện này là không được Các bạn học cái này rồi xô so ni nai là gì ạ? xô so ni nai Nhờ có sensei mà em nhớ được ngữ pháp này <laughs> Đúng không? Nhớ như thế thì sẽ sẽ nhớ được nghĩa dịch Nhưng mà nhớ như là cách sử dụng thì không đúng Cách sử dụng thì nó sẽ có cái sự khác biệt nhỏ nhỏ Không phải nói về khả năng năng lực Nhưng mà để làm được bài các bạn dịch được là đã là một kỳ tích rồi đã Đúng như nào? Hãy so xô ni nai Không ai nói gì ạ? À, cái này cũng là một ngữ pháp hay xuất hiện ở N2 và N3 nhá. Cách kết hợp của nó sẽ là V mát sự. Bỏ mát sự đi ạ. Cách kết hợp khá là giống nhau đúng không? Cộng với sô nhìn nai hoặc là sô mồ nai. Hoặc là muốn nhấn mạnh hơn là sô nhỉ mồ nai. Bác này sẽ dịch là uh, không có vẻ gì hoặc có lẽ không có vẻ không. Nó sẽ là một câu sử dụng để đưa ra phán đoán đúng không? Này có ai viết cho mình nhé Mai mấy giờ live về ạ? À? Mai vẫn 10 giờ nha Tâm. Được chưa? Rồi, xô so nhìn nai, xô so một nai Có vẻ không Thằng này chú ý mình một chút này Đó là khi nó ở động từ dạng tha động từ Thì nó sẽ hay đẩy về dạng khả năng Ừ đây xô nhì này Đúng không? e xô nhìn này Rồi, còn với dạng động từ thể dạng tự động từ Thì nó sẽ không chia nữa Ví dụ như là mà nhì ai xô nhìn này Được chưa? Đấy là cái cách để các bạn có thể nhìn ra nó nhé Câu số 19 Phần dấu sao Mời các bạn ạ Mai live 10 giờ nha mọi người Được chưa? Nếu mà không có gì trục trặc về mặt kỹ thuật à, Thì lúc nào mình cũng sẽ like lúc 10 giờ sáng hết nhá 10 giờ đến 11 giờ Ngày mai là sẽ là phần từ vựng chữ Hán ngữ pháp của N3 Và ngày thứ sáu chúng mình sẽ like phần từ vựng chữ Hán ngữ pháp khó N3, N2 Được chưa? Tức nghĩa là các bạn mà đang học N2 hay là N3 Thì tốt nhất là xem luôn ngày mai ngày kia nhá Rồi hãy Câu số 19 Câu số 19 Ừ. Thường là các bạn hay đi điểm ở bài từ dạng bài này lắm mà mình thấy dạng bài này chính là nếu mà các bạn chắc ngữ pháp, chắc các cái cách kết hợp ấy thì nó sẽ không bị sai đâu. Oh. Câu này mà vẫn chưa có ai trả lời à. Khó các bạn? Xem nhé. A bảo là gì ạ? Công cái nó về cái gì đó đúng không? tài tôi muốn muốn ai đó làm gì? Thấy không? Te itadakitai Te itadaku là đối phương là hành động Tôi muốn được đúng không ạ giải thích rõ ràng à, Kỹ càng về cái vụ việc lần này Rồi Ê, có duyên là người đầu tiên 2, 1, 4, 3 2, 1 À, à 4, 3 No 2, 4, 3, 1. 2, 4 À, à 3, 1 Rồi, xem cái nào đúng ạ? Các bạn khai sao nhỉ? Thứ nhất là của Duyên này Duyên thử nhìn lại câu của mình nhá Nếu mà nó kết thúc bằng 3 Steo kể okay, bọ Mà đi với nô no nhí thì nó là cái gì vậy ạ? À? Đúng chưa? Khi mình đọc, mình xếp được vào rồi Mình nên đọc lại một lần nữa để xem câu của mình có nghĩa không Thứ nhất Thứ hai là sau khi xác định là câu nghĩa cũng hòm hòm rồi Thì mình sẽ xem các cái kết hợp của nó Theo cái nét nghĩa này có hợp lý không được chưa? Rồi nào, thắng là 2431, hùng là 3241. 3241. À 3241 là không nhờ cấu trúc ngữ pháp đây. Rồi. À, thắng 4321. Ờ <laughs> oanh 4321 đâu? Vẻ 4321 giống nhau rồi nhiều nhiều rồi này. Long 2431. Khoa, Khoa, Oanh, Anh Phạm và Mai Sàng đều có chung đáp án là 4321. Rồi, vậy thì mình sẽ xét cho mình ở đây nha Khi làm dạng bài này Thứ nhất là các bạn nhìn cho mình vào đáp án Có cấu trúc ngữ pháp không? Có không ạ Có cấu ngữ pháp không các bạn? Có không? Uhm, có ai thấy cấu trúc ngữ pháp này không? Cấu trúc là 3 đấy Hoặc là có một số sách là để n 2 nha Rồi, cấu trúc Sa-e-ba Còn nhớ cái này không các bạn? Sa-e-ba Chỉ cần Còn nhớ nó không mọi người? Còn nhớ nó không? Cái này thì ở trong Dũng Ngô đi thì bọn mình đang để nó ở phần ngữ pháp N3 Tuy nhiên là có những giáo trình khác thì người ta để cái dạng cấu trúc này ở ngữ pháp N2 Tuy nhiên là nó sẽ là lai lai ở giữa N3 và N2 nhé mọi người À rồi ok, rất may mắn là có Thắng và Vi và Mai Sàng đều nhớ ra nó đúng không? Nhớ nhớ, sa e bạ Còn nếu mà sai không, sai không thì nó là ngay cả Thay đi với nai ở đằng sau rồi sai bà là chỉ cần nào Mình sẽ xem nhá Sau nô no đi với danh từ này à, uh, no nhí là thế mà này Đúng không? Mô xíu a Hai ni no no. No, no 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 gì bây giờ? No mi sử không? Cái này nếu các bạn cho vào Thì câu nó không ra nghĩa Nên câu này nó phải là no No gì? khác cứ nhìn sai Nhìn thấy sai bà chưa? Bà đây ok ba, đúng không ạ? xác nhìn sai <laughs> thì ok ba, chỉ cần trách trước là đã gì rồi, là đã xe <laughs> có thể tránh được rồi và đáp án một nó sẽ còn để kết hợp băng nô gì nhá, một nằm ở đây. Chết, 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 chết. rồi ok chính xác đáp án đúng sẽ là ở bốn ba hai một rồi câu này sẽ dịch là gì ạ? Câu này sẽ dịch là gì các bạn nhỉ? Hãy di ni khai dồn ô no fusegeru deshita no moshi gozaimasen. Rồi. Chú ý mình nhá, khi các bạn làm bài, các bạn sẽ thấy là cái cái dạng môn đai dấu sao này bên GLPT nó rất thích ra ở dạng mệnh đề bổ nghĩa. Được chưa? Nên nếu trong trường hợp các bạn đang xếp xuôi mà nó không hợp lý thì nhảy số ngay cho mình sang dạng mệnh đề bổ nghĩa nhé. Được chưa? Câu này sẽ dịch là gì ạ? À? À, nó là một cái lỗi mà gì? Mà chỉ cần em check phần đặt hẹn gì ạ à? hẹn đặt cai rồi trước thôi là đã tránh được rồi thế mà em lại mắc vào đúng không em rất xin lỗi về vấn đề này được chưa rồi nhá cái này nó sẽ chú ý mình một chút ạ à. Dạ mình để bổ ngữ Rồi câu cuối cùng câu số 20 Câu 20 dễ hơn Cho nó dễ hơn Được chưa ạ Rồi nào Tương tự nhá mình sẽ ngó xuống để xem có cấu trúc ngữ pháp gì không Sau đó mình thử lắp vào Xem nó đã hợp lý về nghĩa và đã dịch ra được chưa Đó thì là át tới được Được chưa ạ Rồi à, Câu này gì đấy ạ Mu haru là tôi yêu nó ni Kyou no samusawa nanani shimatu ita mô phu o futatabi dashita nào chúng ta chỉ có mưu từ mafuyu nhé ma mafuyu Fuyu là mùa đông, ma là chính tức nghĩa là nó sẽ mang nét giữa mùa đông, được chứ, mafuyu Rồi Thì là phần này các bạn sẽ phải mất hơi mất công đọc một chút xíu đúng không Rồi bạn nào xếp được rồi thì nhớ comment cho mình và có thể comment cho mình cả cái cấu trúc xuất hiện ở trong phần đáp án nhé. Rồi, chắc giờ này, khoảng giờ này là các bạn đã hết cái phần thời gian nghỉ trưa rồi sao ạ. Rồi, cái phương sản là người đầu tiên đáp án 2134. Khoa là 214334243 bốn hay ba tả? 34, 43. <laughs> cái nào nhỉ? Rồi, 2143. Lan là hai một ba, các bạn đã phân vân từ ba à? Thắng là hai này, Long là 43 này, Nhi cũng có đáp bàn giống với Long. Tức nghĩa là những bạn đang chọn là hai đang chiếm đa số cả nhá. Ok, cấu trúc ngữ pháp xuất hiện ạ. Là cấu trúc gì ạ? Thắng cũng là hai một Các bạn nhìn ra cấu trúc ngữ pháp không? Ừ? Người nào? Phương Anh Phan hai Mai sàng cũng là 21 ờ à, mai là 2134. rồi kỳ khoa sàng arigato kano yu ni. Thật ra là phải yu nhí ha. Nó sẽ là dạng kano yu và nó ở giữa câu nên nó thêm trợ từ đế vô để dạng nối câu thôi nhá chứ nó không phải là một cấu trúc gì đó mới đâu. Cái thằng đế nó chỉ là đứng ở giữa để nối câu thôi. Còn cấu trúc của nó chính xác là cấu trúc kano yu có thể là yu nhí Yona na hay là vô đà nhá Cứ như thể là Được chưa ạ? Cứ như thể là một cấu trúc mang tính so sánh Và các bạn chú ý mình từ này ạ Mà rư đấy Mà là một cái Phó tư cũng rất hay xuất hiện Và cứ nhìn thấy nó các bạn có thể Nhớ ngay cho mình đến cấu trúc so sánh Như là cấu trúc vô hay là mi tai nhá Như là, bản chất nó là như là mà Nên đáp án chính xác À, rồi, maru de kanoyo Nhí chính xác rồi okay. À rồi, thắng sàng có comment cho mình luôn Tuyệt vời Đáp án sẽ là Chính xác, 4 Sẽ xếp như nào đây ạ Maru de Hai Đúng không? Nhìn thấy nhí không ạ? À? Quay trở về mùa đông Sẽ là Maru de Masuyu ni Modotta Kanoyo de Được chưa ạ? Đáp án sẽ là 2143 Ok Cứ như là nhưng không phải vậy Rồi chính xác nó sẽ là mẫu công an tính so sánh Được chưa Mô rơ nhí Mặc dù đã vào mùa xuân rồi Thế nhưng chủ ngữ này Cái lạnh của ngày hôm nay ấy Đúng không? Nó sẽ là nối vế cứ như thể là mùa đông đã quay nghĩa là như thể là đã quay trở lại vào đúng giữa mùa đông vậy và cái vế đằng sau này nó sẽ không có cái sự liên kết nối gì đó với cái thằng này nó là dạng đế để nối câu thôi nối hai về với nhau thôi và thế nên là tôi đã lại phải một lần nữa đúng không? ta ta bị lấy ra cái chân mà tôi đã cất đi rồi đúng không? Chỉ mất tiêu ta mồm của đã chưa ạ? Rồi chính xác mùa xuân đã vậy mà cái lạnh mùa đông ừ, rồi ok chính xác đấy chưa? Thế nên bản chất nó là một mẫu cấu trúc này thế nhưng bởi vì nó dạng nối câu lý do nên nó để dạng đế thôi không có gì mới đâu ạ không phải là một mẫu cấu trúc mới rồi ok, thế là hết 20 câu cho phần livestream ngày hôm nay Chúng mình sẽ đến với phần cuối cùng Đó là học tiếng Nhật qua danh ngôn Nào Các gì được câu này không ạ? Manabi no subarashi à, Manabi no subarashisa wa Dare mo ubau koto ga dekinai to koro da Nào Hên quá em đúng Có ai đúng hết được tất cả 20 câu không? Có ai không ạ? Rồi ok, chúng mình sẽ có cái thằng này nha bao là cướp đoạt nhé, cướp đoạt. Ừ, cô ấy sẽ dịch là gì đấy ạ? Rồi, xem xem cái <laughs> nhanh thế? Mình không đi đến đoạn cuối cùng à? Rồi, chờ ngữ đây nhá, để xem nhá. Sự tuyệt vời đúng không? Trong việc học tập đó là gì? Đó là ở điểm là ai cũng không thể cướp đoạt nó đi được. Được chưa ạ? Nó thì có thể dịch là gì đây? Điều tuyệt vời của việc học là không ai có thể lấy nói đi khỏi bạn cả. Được chưa? Hãy, nên là mình đã sẵn gắn bắt tay Hãy, Hẹn gặp lại các bạn trong thứ tư tuần sau nhé. Bye bye.